Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề với diện tích là từ 30m² trở lên và có cái giá bán là chỉ từ 900 triệu trở lên. Và tất cả các dự án bên em đều có sổ đỏ chính chủ. Hiện tại hôm nay em đang đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em. Thì là cái dự án này, cái nhà này là có cái diện tích là 39m² và xây dựng là 4 tầng, có cái hướng nhà là hướng Tây Nam. Có nhà hướng Tây Nam thì đây em đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây mọi người ạ. Cửa chính của ngôi nhà là ở bên ngoài là hai lớp, lớp ngoài là lớp xích hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính. Rất an toàn chắc chắn ạ. Hiện tại em đang tiến vào phòng khách của ngôi nhà đây với diện tích 39m² chia thành từng phòng rất là riêng biệt, phòng khách và phòng bếp. Thì đây là phía phòng khách của ngôi nhà, mọi người có thể quan sát rất là rộng, cũng như là hệ thống đèn led rồi trần thạch cao, tất cả các thiết bị vệ sinh từ tầng 1 cho lên tới tầng 3 của ngôi nhà đều được bên chủ đầu tư bên em lắp đặt hoàn thiện xong hết rồi ạ. Tiếp theo mời mọi người vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phía phòng căn bếp của ngôi nhà đây ạ. Xin chào. Đây là phía căn bếp của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy rất là chi tiết, rất là hiện đại và sang trọng. Phòng bếp của ngôi nhà rất là rộng rãi. Đây ạ, đây là tủ bếp của ngôi nhà được thiết kế màu trắng và màu nâu rất trang nhã và hiện đại. Mọi người có thể nhìn thấy luôn ạ, rất là sạch sẽ và cái màu nâu này, cái tông màu nâu này rất là tinh tế cũng như là sang trọng. Đây là chậu rửa và vòi rửa thì đều được làm bằng sứ 304. Mời mọi người lên tầng 2 ngôi nhà cùng em ạ. Ngôi nhà này được thiết kế cầu thang giữa. Đấy, tay vịn cầu thang là làm được bằng gỗ linh nam phi, rất là chắc chắn. Những cái bậc cầu thang này là được lát bằng đá granite này, loại 1 ạ. Đây, phía trên tầng 2 của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy cái ngôi nhà này bọn em thiết kế rất là chi tiết, từng cái chi tiết ví dụ như là đấy, trần phào thạch cao này rất là đẹp. Về mọi người có thể ở đây lắp thêm cái trang trí thêm những cái bức tranh mà ngôi nhà của ngôi nhà này phong cảnh hoặc là bức tranh gia đình yêu thích. Đây là phòng ngủ của ngôi nhà. Mỗi tầng 2 phòng ngủ thì mọi người có thể thấy điện và áp ở đây ạ. Ở đây có cửa sổ rất là thoáng, lấy ánh sáng vào. Cũng như ở đây bọn em cũng có để luôn cái dây chờ điều hòa cũng như là cái ống chờ điều hòa, mọi người chỉ việc lắp điều hòa vào thôi là có thể ở được rồi. Tiếp theo mời mọi người ra cái căn phòng thứ hai của tầng 2 ngôi nhà này. Đây, em đang đứng ở đây rất là rộng, rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Cái cửa của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy là thực ra thì cái ngôi nhà này vừa mới đi vào hoàn thiện thôi, cho nên là như cái chi tiết như thế này bọn em cứ để cho nó khách về nhà, khách về khách tự vệ sinh cho mới nhá. Cửa này làm rất bằng gỗ lim rất là chắc chắn. Đây là thiết bị vệ sinh. Mời mọi người xem nhà vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Nhà vệ sinh đây đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như là lavabo, bồn cầu, vòi xịt, sen tắm, đầy đủ hết tất cả các công năng dành cho một cái phòng tắm. Xin mời mọi người tiếp theo lên tới tầng 3 của ngôi nhà. Đây ạ, tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng là một phòng ngủ, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ạ. Cũng có cửa sổ, tất cả các cửa sổ bên em đều đã lắp xong sắp sẵn rồi, mọi người có thể yên tâm. Nếu nhà có con nhỏ như nào đấy về vấn đề an ninh thì hoàn toàn rất là yên tâm. Em xin lỗi mọi người, vừa nãy em có nói qua cái cửa dưới tầng 2 nó không chuẩn lắm. Cái cửa này em vừa xem lại thì nó đây ở đây, nó chính là cái cửa thép vân gỗ nha mọi người, tuyệt đối chắc chắn đó là cửa thép ạ. À, em nhắc lại đây là cửa thép,
Phòng vệ sinh của ngôi nhà cũng giống như tầng 2, cũng đều được lắp đặt đầy đủ sen vòi, thiết bị lavabo, bồn cầu cũng như là cái quạt thông gió. Đây là căn phòng thứ tư của ngôi nhà này. Mọi người ạ, nhà này là có 4 phòng ngủ, rất là nhiều phòng ngủ để đáp ứng công năng cho một hộ gia đình. Xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 4 dùng cùng em nhé. Đây, phía trên này là tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thì là được thiết kế có sân phơi. Wow. Có sân phơi và có một phòng thờ. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Em đang đứng ở trên đây rất là sáng, rất là chói mắt luôn. Đây mọi người nhìn thấy tầng 4 này là không phải là cái tầng này này không phải là bọn em làm theo cái hình thức như những cái căn nhà trước là lát là ốp trần tôn. Trần tôn nữa mà bây giờ là bọn em đổ mái luôn. Mọi người có thể nhìn đây đây ạ. À. Phía đây là để điều hòa để giặt giũ. Phía này là để giặt giũ ạ. Nói chung đây là một cái sân phơi rất là thoáng, mọi người nhìn xung quanh này. Rất nhiều cây cối cũng như nhà cao tầng xung quanh rất là nhiều. Vị trí căn nhà này thì lại là rất là gần ở vị trí căn nhà này rất là gần trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 đi nhá. Đây là vị trí để máy giặt nha mọi người. Không để ở ngoài cái sân phơi kia để bởi vì máy giặt nó là đồ nhựa ấy thì là để ở ngoài nắng nó sẽ bị nhanh hỏng hơn là để trong nhà. Đây là phòng thờ của nhà nha mọi người ơi. Phòng thờ của ngôi nhà đây ạ. Rất là rộng. Theo mọi người quan sát ấy, rất là rộng và rất là thoáng. Em xin nhắc lại với toàn thể và quý khách hàng của em, cái vị trí căn nhà này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đã có đầy đủ sổ đỏ. Bên em sẽ mang toàn bộ phí thuế sang lên sổ cho mình và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Cũng như là căn nhà này em xin nhắc lại là gồm là 39m², có 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 sân phơi, rất là rộng rãi, đủ công năng tiện ích để cho một gia đình sử dụng. Thì tất cả những thông tin mà mọi người muốn biết thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình, đó là 0983013403 hoặc 0888041414. Em Ánh, em xin rất là cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người thấy hay thì là bấm like video cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin bổ ích và chi tiết hơn nữa.